ơi, ở đây bán vé xe chuột đúng không ạ? Đúng rồi. Em hai người là một xe là một vé 200 hay là hai người là hai vé? Một người 200. À, một người là 200 đúng không? Vậy cho em hai vé. Dạ, 400. Dạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Xếp hàng chắc là hơi bị lâu luôn á. Mới sáng sớm mà mọi người đi chơi đông như vậy, chứng tỏ là trò chơi này rất là thú vị, xứng đáng để thử nghiệm. Hệ thống máng trượt tại thác Đa Tanh La có chiều dài 2.400m với những chiếc xe trượt đôi dành cho hai người. Với mục đích nhằm đảm bảo an toàn giữa các xe trượt, máng trượt ở đây đều được trang bị hệ thống phanh cảm biến để giảm bớt tốc độ. Theo đó, tốc độ trung bình của những chiếc xe trượt từ khoảng 10 đến 20km/h và tốc độ tối đa nhanh nhất là 40km/h. Đi á, Ngân có để ý là có một số máy chụp hình tự động không? Có hai điểm đúng không? Đúng rồi. Ngay bây giờ mình sẽ đi xem những cái khoảnh khắc mà cũng như là cái cảm xúc hồi nãy mình đi trên đường như thế nào ha. Wow, hy vọng là không có những cảm xúc nhưng mà khó gửi luôn. Mình đi thôi. Anh chị xem hình của mình này. À dạ, cảm ơn anh. Ủa, suốt này là hên, vẫn được có được hình và biểu cảm không có gì mà khó gỡ. Rửa xong rồi đúng không ạ? Chị đã xong rồi. Wow. Quá là đẹp luôn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh chị nha. Cảm ơn anh. Sau khi chúng ta đã trải nghiệm cái cảm giác rất tuyệt vời của xe trượt rồi và chúng ta đang có mặt tại điểm đến, đó chính là một ngọn thác rất tuyệt vời của thành phố Đà Lạt, đó chính là thác Đa Tanh La. À, có vẻ hôm nay tất cả những địa điểm mà chúng ta trải nghiệm đều rất là thú vị. Mời bạn đủ những luôn. Đi theo Vũ nè. Thác Đa Tanh La tọa lạc giữa đèo Bren, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 5 km về phía nam. Thác có lượng nước lớn đổ từ ghềm qua nhiều thềm đá, tạo thành dòng nước rất êm và trong. Nơi đây sở hữu khung cảnh tuyệt đẹp, thơ mộng và hùng vĩ. Phía dưới của thác là hồ nước. Nước đổ từ trên cao xuống tạo ra những bọt tuyết trắng xóa, phủ kín cả một vùng trời. Nên nơi đây được gọi là suối tiên. Còn có một hố cực kỳ sâu được gọi là vực tử thần. Ta đã được đi xe trượt rồi nè, để khám phá thác Đa Tanh La. Và ngay bây giờ cũng sẽ đưa Ngân đến với một trải nghiệm rất tuyệt vời, đó chính là zip line xuyên rừng dài nhất châu Á. Wow, đây là trò chơi mà Ngân muốn thử nghiệm nhất khi đến đây á. À,
Em ơi, tư vấn cho chị chút xíu về vé zip line á. À dạ, cái hành trình zip line này của mình là mình sẽ đứng zip line 1000m, sau đó mình đi bộ 300m trong rừng, tới chân thác 3, tham quan thác 3 và đi lên bằng xe trượt. Dạ, tức là mình đi xuống cái zip line và đi lên bằng xe trượt, đó là hành trình của zip line ạ. À, 1 triệu 1 vé hả? Dạ, thế giảm giá có 600 một vé. À, rồi, dạ. Cho chị 2 vé nha. Dạ, em gửi ạ. Đường zip line dài 1000m, có độ cao 130m so với mặt đất, với vận tốc trượt lên đến 120 km/h, mang đến cho chúng tôi cảm giác hồi hộp nhưng vô cùng thích thú. Rồi, tất cả bạn đang ở tư thế sẵn sàng ở trên đai rồi. Các bạn nhớ nha, trong quá trình mình bay trong vòng có hơn 1 phút thôi, thì các bạn cố gắng giữ tay vào cái sợi dây hay là cái phần mềm ở phía trên này dùng cho anh. Không được sử dụng tay vào những cái phần nhọn kim loại này mà tránh trường hợp chúng ta sẽ bị kẹt. À, chúng ta đang bay, các bạn nhìn thẳng xuống dưới kia, đó là cái sàn đáp ở phía dưới. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Hành trình mạo hiểm bắt đầu. Nỗi sợ hãi chợt lên ngôi, nhưng khi vi vu qua những tán rừng xanh mát, lướt trên hàng thông tuyệt đẹp, tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh Đà Lạt từ trên cao, khiến chúng tôi hoàn toàn chế ngự cảm xúc sợ hãi ban đầu, để rồi thỏa sức phiêu lưu, đón nhận từng làn gió mát trước mặt, thăng hoa với cảm xúc và ôm trọn hình hài cảnh sắc thiên nhiên Đà Lạt vào lòng. Ok, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta mình tiếp tục cái cuộc hành trình, chúng ta đi khoảng 300m, chúng ta đi bộ mất khoảng 10 đến 15 phút chúng ta đi bộ trong rừng. Đây là một cái hoạt động khá là thú vị khi chúng ta vận động thể dục thể thao. Khi trải nghiệm hoạt động zip line, không biết là Ngân đang có cảm nghĩ như thế nào? Trời ơi, lần này đến Đà Lạt quả thật là không uổng phí luôn á. Được trải nghiệm zip line 1000m, trời ơi, hòa mình vào thiên nhiên nè, được bay bổng trên không trung. Rồi cái lúc mà ha, cái zip line mà nó chậm á, phóng tầm mắt ra xa nhìn, ô, nhưng mà Ngân chỉ tiếc một điều thôi, là cái thời gian trải nghiệm zip line á, nó hơi ngắn. Trượt từ đây xuống dưới, nói là 1000m thì tưởng đâu lâu ha, nhưng mà tốc độ trượt khá là nhanh nên chưa có cảm nhận được gì nhiều hết, là đã hết cái thời gian rồi. Không biết bây giờ á, dù có thể giới thiệu cho Ngân một cái trò chơi nào đó mà cũng là mạo hiểm nha, nhưng mà có thời gian trải nghiệm lâu hơn không? Được, sau khi chúng ta đã trải nghiệm zipline rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần trải nghiệm rất đặc biệt nữa, đó chính là hành trình trên không, Pyrocop. Bây giờ mọi người nhìn vào cái đồng lọc của chúng ta sẽ thấy một cái miếng nhựa đen như này. Mình lấy lòng bàn tay thuận của ta ấp vào nó giùm em. Và đồng thời ngón tay cái của ta và ngón tay út mình định trên rãnh lỗ này giùm em nhé. Và đồng thời ba ngón tay còn lại đặt gọn gàng như này giùm em.
Ôi, và tuyệt đối không để một trong năm ngón tay ta nằm ngoài đây nhé. Vì cáp sẽ hoạt động ở dưới này, đi ngang qua nhẹ nhất là đứt tay của ta đấy ạ. Thế rồi, anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Thế rồi, nếu sẵn sàng rồi mình bắt đầu tham gia trò chơi nhỉ? Đi thôi. Còn mình chỉ lại cho bạn không, Nguyễn Vũ ơi. Đã biết rồi, không sao đâu. À, đi nha. Ok, mình đi nè. Tháp này khó hơn thử thách hồi nãy rồi đó. Đúng, cái này khó hơn nha, cái này phải cứng bằng á. Wow. Cố lên, cố lên. Cố lên nào. Như tập tạ. Cố lên. Cố lên nào, cố lên. Lên tới này thì Ngân hơi sợ. Cố lên. Hơi sợ nha mọi người. 2, 3. Hơi mệt nha. Cố lên Ngân ơi! Bạn không xỉu! Cố lên! Thứ này là rất mệt luôn á! Cố lên, cố lên! Nhưng mà cái đoạn đuôi dây thì tuyệt vời. Cố lên. Cố lên, muốn luôn chầu kem không? Cố lên. Hay quá Vũ ơi, cố lên. Cố lên nè. Sắp được rồi. Được rồi. Yeah. Rồi, quên anh nha. Rồi, chúc mừng anh chị đã được hoàn thành và xuất sắc của các vật khó nhất. Và em sẽ có một phần thưởng riêng cho anh chị ở bên phía bên kia. Phần thưởng nó là cái gì vậy bạn? Dạ, mọi người sẽ qua bên kia, mọi người sẽ biết nhé. Yeah. Rồi, đây là phần thưởng của anh chị là trò chơi zipline. Anh chị có thể ngồi trên này và tận hưởng tất cả cảnh và cái không khí ở đây. Wow.
Sau khi vượt qua các thử thách, phần thưởng đi zip line là cảm giác hưng phấn, thích thú, hồi hộp với niềm tự hào khi về đích ở những trò chơi mạo hiểm ngoạn mục nhất. Đua zip line vi vu giữa đồi thông bạt ngàn, ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, thả người theo từng cơn gió, hít hà không khí trong lành giữa núi rừng Đà Lạt. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời của Kiều Ngân và Quang Vũ. Rồi, chúc mừng anh chị đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ của ngày hôm nay và hẹn anh chị vào lần tiếp theo. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ rất là nhiệt tình trong cái buổi trải nghiệm ngày hôm nay. Đây có thể là buổi trải nghiệm mà Ngân nhớ nhất cho những lần đến Đà Lạt. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị ạ. Và cũng cảm ơn Vũ luôn vì đã đồng hành cùng Ngân trong suốt buổi trải nghiệm. Trong ngày hôm nay thì chúng ta đã vượt qua rất nhiều thử thách. Trong đó có một số thử thách rất là khó. Đúng. Ban đầu mình tưởng là không thể vượt qua, và khi chúng ta đã vượt qua rồi thì tâm trạng rất là sướng, rất là sảng khoái, và đặc biệt là cái cảm giác đi zip line rất là tuyệt vời. Tất cả những điều đặc biệt đó thì Vũ đừng quên là điều đặc biệt nhất là Vũ còn thiếu trầu kem nha. Ok, Vũ đã nhớ rồi. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Vivo Việt Nam. Kiều Ngân tin rằng chương trình ngày hôm nay không chỉ đem đến cho Kiều Ngân mà còn đem đến cho quý vị khán giả những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình kế tiếp nhé.